Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái nhân chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái nhân chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái nhân chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tái nhân Đức Tam Bảo Thích Phóng Tắc sinh gia hộ do chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, và nhất là tinh tấn thực hành theo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Xin thưa quý vị, trong thời giảng hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một đề tài là có hai sự an lạc. Hai sự an lạc đó, thứ nhất là sự an lạc do sắc thinh hương vị xúc, và sự an lạc thứ hai là lìa bỏ sắc thinh hương vị xúc. Chữ Pali thì gọi là Kamasukha, có nghĩa là an lạc từ cái ngũ trần. Và chữ pháp thứ hai gọi là Nekhamma Sukha. Nekhamma thường thường chúng ta được dịch là cái sự xuất gia hay là xuất ly. Đây là ý nghĩa này, có nghĩa là cái an lạc do lìa bỏ hay là do từ bỏ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về những cái điều này. Thông thường thì an lạc khi có được cái ngũ trần, điều này rất là dễ hiểu. Thật sự mà chúng sanh trong đời này luôn luôn bị cái ngũ trần này chi phối, sắc thinh hương vị xúc, nó luôn luôn là nó dây quanh, nhưng mà nó không phải là sắc thinh hương vị xúc này nó đều là tốt. Khi nói tới sắc thinh hương vị xúc thì chúng ta phải hiểu rằng nó có hai mặt. Nếu đã có sắc đẹp thì dĩ nhiên phải có sắc xấu, và nếu như đã có âm thanh tốt thì phải có âm thanh xấu, vâng vâng. Cái sự an lạc mà do cái ngũ trần này á, tức là cái người mà thành tựu được cái sắc đẹp, cái tiếng tốt, cái mùi hương, hoặc là cái thọ dụng được những cái vị nó an lạc, cái vị ngọt ngon. Nhưng một khi mà những cái điều này nó không có, hay nói cách khác là những cái điều ngược lại, những cái sắc đẹp là sắc xấu, âm thanh xấu, hoặc cái mùi hôi thối nó xuất hiện, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là cái nghiệp của bất thiện nó sân khởi. Cái người mà có một cái ngũ trần tốt đẹp nó dây quanh vậy đó, thì người đó thì cảm thấy mình sẽ được sự an lạc. Và bằng chứng là chúng ta thấy rằng những cái người mà có cái sắc diện nó xinh đẹp thì người đó rất là hài lòng. Nhưng mà cái người mà nếu mà có cái sắc diện là xấu thì người đó cảm thấy đau khổ. Người mà có những cái âm thanh nó du dương, nó ngọt ngào, nó truyền cảm, người đó cảm thấy rất là hài lòng.
Ngược lại có những người mà có những cái tiếng nói nó không có được thông suốt, hoặc là những nó không có được im dịu, người đó cảm thấy đau khổ. Để mà muốn có được cái sắc đẹp đó, chúng ta phải tạo nhân. Nó không bao giờ nó tự đến với chúng ta cả. Muốn có âm thanh hay á, ngọt ngào á, chúng ta phải tạo nhân. Mà không bao giờ mà nó tự đến với chúng ta cả. Và cho dù sắc tinh hương vị xúc này nó có như thế nào chăng nữa đó, nó xấu hay nó đẹp, thì luôn luôn nó có một cái sự sinh diệt của nó. Nó sinh lên do một nhân và có nhiều duyên hội tụ vào, rồi nó diệt đi khi nhân nó diệt này. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Với một người mà có một cái sắc đẹp đó, thì người đó tạo những cái phước, mà cái phước đó nó do sự cúng dường về những cái màu sắc. Nhờ cúng dường về những cái màu sắc đó thì người đó sẽ có một cái sắc diện xinh đẹp như thế đó. Không phải là những cái màu sắc không thôi, mà cái tâm lý của cái người mà đang cúng dường đó, nó phải có một cái sự hân hoan thích thú, hoặc là tối thiểu cũng phải nghĩ tới cái quả phước của mình, hay là tối thiểu phải nghĩ tới cái thiện nghiệp mình đang tạo. Nếu như chúng ta không nghĩ tới những cái thiện nghiệp mình đang tạo, thì việc làm đó chúng ta chỉ có một cái hình thức, và cái hình thức đó thì cái sắc nghiện nó đi tới, nó sẽ bị khiếm khuyết. Như trong quá khứ nó cho chúng ta thấy rằng tiền kiếp của bà ở Lá Quanh Na đó, và khi mà cúng dường cái một cái hoa sen tới cho Đức Phật Ngọc Giác, thì Đức Phật Lục Giác đó, ngài nhận cái cánh hoa sen đó không phải dùng để trang điểm hay là gì cả, nhưng mà ngài nhận cái tâm. Mà bây giờ cái tâm mà tốt đó thì nó sẽ trả lại cho cái kết quả tốt. Có một số Phật tử thì cái nghĩ rằng nếu như những vị sa môn mà không có cần thiết những điều gì đó, mình không cần những dân cúng, bởi vì nó sẽ không có mang tới cái lợi ích. Hiểu vậy cũng được, nhưng mà trước mắt thì nó sẽ không có được cho cái người cúng dường. Bởi sao? Bởi mình không có tạo nhân. Nhưng mà sẽ cúng dường nó chúng ta phải hiểu ý nghĩa. Như những cái kim thân Phật mà khi mà chúng ta mang những trái cây tới để mình nó cúng Phật, thì cái tâm đó nó bị vướng dấp vô một cái si mê hoặc một cái tà kiến. Nếu như nghĩ rằng mình cúng Phật để Phật thọ dụng, kim thân Phật không có thọ dụng những cái món trái cây đó. Nhưng mà nếu người đó tác ý nghĩ rằng khi con cúng dường những cái vật này dùng để trang điểm cho cái kim thân Phật, mà kim thân Phật này biểu tượng cho cái ân đức Phật, thì người đó cái sự cúng dường đó nó trở thành là tốt đẹp. Người đó là loại trừ cái si mê và cái tà kiến.
À, một số Phật tử thì cúng dường do vào chùa là trên tay mang hương hoa và cả trái cây, rồi cúng dường trên cái bàn Phật, tức là cái bệ Phật để mà dâng cái kim thân Phật. Cái hỏi nhỏ sao con mang trái cây lên làm gì? Để con cúng Phật. Để cúng Phật hả? À, Phật ăn không? Cái cười đó, thật sự đó, chúng ta phải cần trong sự cúng dường chúng ta cần phải loại trừ cái si mê, loại trừ cái tà kiến ra. Đóng cái kim lăng Phật, nếu mà chúng ta trang điểm vậy đó thì sẽ có quả phước của chúng ta, sắc diện rất là tốt. Thân của Đức Thế Tôn của chúng ta có cái màu vàng xinh đẹp óng ánh, nó tựa giống như cái vàng được nấu nóng lên, nó chảy ra óng ánh. Bởi do trong kiếp xưa Ngài đã từng cúng dường đến một cái kim thân Phật. Mà kim thân Phật này bị do cái thời gian làm hư hao mòn, nó bị hư hỏng ở một số nơi. Nhưng Ngài dùng cái chất vàng nấu chảy ra để đắp vào trong cái kim thân Phật. Làm cho cái kim thân Phật nó đã tốt lên. Cho nên thân của Ngài lúc nào cũng có cái màu vàng óng ánh là một. Thứ hai, cái Ngài có cái hào quang, có ánh sáng màu vàng. Cái màu vàng nó để tượng trưng cho làm cái tâm từ bi của Ngài. Mà tâm bi á là luôn luôn muốn giúp cho chúng sanh khác thoát khỏi cái khổ. Cái màu vàng nó tượng trưng cho như vậy. Thì cũng do là cúng dường cái màu sắc, nó nhận lại cái màu sắc tốt đẹp. Bà Úp Lá Quanh Na trong tiền thân nó cúng dường cánh bông sen. Và với tâm tốt, mặc dù là Ngài Đức Phật Độc Giác không có thọ dụng, nhưng mà để làm cho tâm của cái người cúng dường này hoan hỷ, Ngài dùng cái cánh bông sen đó để chà dưới chân. Mà không phải là chỉ một mình Ngài mà 500 vị độc giác đều chà cái chân dưới cánh bông sen. Mà từ kiếp đó trở đi á thì màu da của bà Úp Lá Quanh Na lúc nào nó cũng có cái màu hồng giống như cái cánh bông sen. Chúng tôi nói rằng quý vị muốn có một cái sắc đẹp thì phải tạo nhân. Mà dĩ nhiên cái người mà có sắc đẹp á là người có cái phúc, đại khái là có cái phước. Cái phước nó xuất phát từ cái nhân thiện, nhưng không không nên đắm nhiễm trong đó. Ngài không lợi dụng những cái sắc đẹp đó, bởi vì mặt trái của nó rất là nguy hiểm. Nó có một mặt an lạc bởi cho cái sắc đẹp đó. Có một cái số người lợi dụng cái sắc đẹp mình phạm vào những cái giới tà hạnh trong dục lạc, tức là tà dâm chẳng hạn, cũng do từ cái sắc đẹp đó. Bằng chứng cho chúng ta thấy rằng ngày xưa khi mà kinh thành Wesley được nổi tiếng trù phú,
cũng nhờ con cô nàng kỹ nữ có tên là Ambapali. Bà này rất là xinh đẹp. Vua Bình Xa Dương á mới ngẫm nghĩ rằng sở dĩ cái kinh thành Vesali này nó được trù phú, được thịnh vượng cũng chỉ có một từ một cái người có một nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, đó là nàng Ambapali. Người ta phải làm sao cho cái kinh thành Rajagaha Vương Xá này cũng được trù phú xinh đẹp như vậy, được thịnh vượng như vậy. Nên vua Bình Xa Vương nó tuyển chọn một người nữ thật là xinh đẹp. Nàng có tên là Silawati, và huấn luyện cho những cái nghệ thuật. Và sau đó làm cho nàng Silawati trở thành là một kỹ nữ sang trọng tương đương với nàng Ambapali. Từ đó kinh thành Vương Xá trở nên thịnh vượng. Và cũng từ nàng Silawati đó lại dẫn ra một vị lương y được xem như thần y trong thời đó, tức là lương y Chi Quá Cá. Và cũng dẫn ra một cái nàng kỹ nữ thứ hai cũng rất là xinh đẹp mà cũng được nhắc nhở trong Phật giáo, đó là nàng Sirima, em của lương y Chi Quá Cá. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng nếu như những cái nàng Ambapali hoặc là nàng Silawati đó không có cái nhan sắc xinh đẹp thì sẽ không được trọng dụng như vậy. Nhờ có nhan sắc xinh đẹp vậy cho nên được ưu ái, được trọng dụng. Và cả một cái kinh thành như là Wesali hay là kinh thành ở Vương Xá sẽ được hưng thịnh nhờ cái đó. Nhưng chính vì cái điều này đó, điều này tức là chúng sanh nó đắm nhiễm cho trong cái sắc đẹp của nàng Ambapali đó, nếu là nàng Ambapali một lần mà một đêm mà của nàng á, tù lao của nàng là phải là 1.000 đồng tiền vàng, là đệ nhất á, nàng kỹ nữ đệ nhất. Nàng Silapati cũng vậy. Chính vì đắm nhiễm trong cái điều này, tức là vi phạm vào cái giới tà hạnh trong dục lạc này hoặc là tà dâm đó, thì nó dẫn tới là kinh thành Wesley một lần nọ bị hạn hán cho đến mức độ là 3 cái tai nạn phát sinh lên: bệnh dịch, bệnh chết và đói khát. Bởi vì nhân kia xấu cho nên mỗi khi cái quả xấu nó trổ, chúng ta thấy là có những cái nước đó, tại sao có những cái nước đó, mặc dù ở trước mắt nó rất là phồn thịnh nhưng mà tai nạn cứ xảy lên đều 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 đều. Ví dụ như chúng ta nói là nước Thái Lan nha. Nước Thái Lan á lại có một cái chương trình gọi là sách tour chứ. Mặc dù là nước Quốc giáo đó, nhưng mà chỉ vì muốn cho cái theo cái phương cách như vua Bình Sa mà tạo ra nàng Silawati, cho nên cái tai nạn cứ tới nước Thái Lan nhiều. Mà nơi nào mà có những cái điều này nhiều thì nơi đó tai hại nhiều. Nên nói cách chung chung, nhưng cái chỗ đó là chỗ đắm nhiễm. Mà đắm nhiễm từ nào? Từ cái sắc đẹp. Nếu không có sắc đẹp thì người ta không đắm nhiễm được. Mà người có sắc đẹp là tự hào. Thì người có sắc đẹp đó nếu không khéo sẽ đi vào một cái tội lỗi, chứ không phải trước mắt thì nó an lạc đó,
Nhưng mà sau đó nếu không khéo léo thì nó sẽ đi vào trong cái tội lỗi mà không thấy, không biết. Ở chúng ta thấy rằng muốn quý vị muốn có cái nhân đẹp, tức là có sắc đẹp thì phải tạo nhân. Mấy người mà có sắc đẹp rồi đó thì người đó biết là mình đang hưởng cái quả phước một kiếp nào đó nhờ cúng dường sắc đến cho sa môn cũng có, cho pháp cũng có, cho kim thân Phật cũng có, hay là Đức Phật cũng có, chỉ một cánh bông thôi. Nhưng người đó sẽ có một cái điều tốt đẹp. Đại lễ là chúng ta cũng thấy trong kinh Pháp Cú nhắc tới bà hòa hậu Anucha chẳng hạn, bà cũng dường một cánh hoa Anucha đến cho cái bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật Kassapa. Bà cũng nguyện là kiếp nào sanh lên cũng có màu da tím tím xinh đẹp giống như màu da cái màu hoa Anucha, rất là xinh đẹp. Thì quý vị muốn có sắc đẹp đó thì xin hãy tạo nhân. Bây giờ người ta muốn có sắc đẹp này á, tại vì người ta lao theo cái vấn đề mà đi cái sắc đẹp này đó, ta nghĩ được xinh đẹp là tốt, cho nên có một số người đi thẩm mỹ. Thì giai đoạn đầu thì có thể là tốt đó, người ta là hài lòng đó. Nhưng mà giai đoạn sau á thì nó có cái hệ quả phụ, nó làm cho đau khổ sinh khởi lên, từ những cái mổ mắt, mổ má hay là gì đó. Mà không thấy được cái hệ quả đó. Nó cũng tựa giống như là người ta nói là như vậy đó, có phải là do phước không? Nó không phải do phước. Đây bản chất nó không phải là như vậy. Nó chẳng qua là hình bóng bên ngoài, nó tựa giống như là một cái thanh gỗ mục mà nhờ cái lớp sơn bên ngoài. Cái màu sơn nó làm cho thanh gỗ giống như nó bóng lên, nó sáng lên hoặc là nó tốt lên. Mà thực tế thì cái thanh gỗ nó cũng không có tốt. Bởi sao? Bởi nó đã mục. Nó không phải là nó là cái bài nó thay đổi được đó, không phải. Tại vì gốc rễ của nó hoặc là cái căn bản, cái bản chất của nó là một, chứ không phải nó là một cái thanh gỗ chắc mà nó xinh đẹp, dù cái sơn cách nào cũng vậy. À, nó cũng là vậy. Rồi, nếu muốn có âm thanh tốt thì chúng ta phải tạo nhân. Một cái nhân mà lại có âm thanh tốt đó, mà âm thanh tốt hôm nay có hai nghĩa. Một nghĩa có nghĩa là âm thanh nó du dương, người nghe rất là thích thú, người nghe rất là hoan hỷ. Một thứ hai nữa được gọi là âm thanh tốt đó là những âm thanh này có cái uy lực mà khi người ta nghe người ta không thể cưỡng lại được. Thì âm thanh tốt này là cái giọng du dương, cái giọng giọng mà nó truyền cảm, giọng im dịu mà người nghe rất là thích thú, rất là hài lòng. Muốn có được cái điều này thì phải tạo cái nhân. Cái nhân trước tiên là đừng nói lời chia rẽ, đừng nói lời chia rẽ, tức là nói với sự nên có cái tính chất hòa hợp. À, nói một cái điều mà đem lên hàn gắn lại. Thứ hai nữa
là để cho cái âm thanh này nó có được cái uy lực đó, nó vừa tốt đẹp mà nó vừa có cái uy lực đó. À, ngọt ngào du dương truyền cảm giống như Đức Thế Tôn chúng ta vậy. Mà Đức Thế Tôn chúng ta ngoài cái âm thanh nó du dương dịu ngọt đó, như tiếng chim ca lăng tần già rồi, nhưng mà có uy lực là sao? Là tức là nói pháp, tức là nói pháp. Thứ hai là không có nói lời vô ích. À, thứ ba là nói mà có mục đích là làm tốt cho đến cho người khác, sự làm tốt đến người khác đó, hoặc là chỉ trích nhưng mà không có ý sân hận, hoặc là sắp tấn tán thán cái điều đáng tán thán. Cái điều nào đáng tán thán mình tán thán, điều nào đáng chỉ trích mình chỉ trích. Ở chỉ trích không phải dùng để hạ nhục người khác, tức là tự thán phỉ tha, tức là tự khen mình mà tự chê người, không phải. Cái điều nào đúng pháp cần phải duy trì chúng ta nói, và không nói lời vô ích. Cho nên để có một cái uy lực đó thì cái âm thanh chúng ta đó cũng là phải tạm nhân. Tạm nhân tức là trước tiên nói pháp. Xin thưa, nói pháp chứ phải nói vô ích. Một cái người mà mặc dù là không hiểu ý của Đức Phật như thế nào chăng nữa, tức là cái bài kinh đó hoặc là cái câu kinh đó hoặc là cái Phật ngôn đó không nắm rõ hết, nhưng mà lặp lại cũng vẫn tốt hơn cái người lặp sai. Mặc dù không nắm bắt hết, không nắm hết, nhưng mà lặp lại đúng vẫn tốt hơn là cái người lặp lại sai. Tại sao? Bởi vì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng á, này các tỳ khưu, có hai điều được xem là phỉ báng Như Lai, là cái điều mà Như Lai tuyên bố bảo rằng Như Lai không giảng dạy là phỉ báng Như Lai. Tức là lời Đức Phật ngài thuyết á, bảo rằng Đức Phật không có thuyết. Và điều thứ hai là điều mà Như Lai không tuyên khiết, lại bảo rằng Như Lai tuyên thuyết là vì bản Như Lai, đó là vu khống đó. Đó là cái điều mà Đức Phật ngài không có dạy mà lại bảo rằng là Đức Phật ngài dạy. À, cho nên có một số giảng sư á, tự nhiên ý kiến của mình đưa ra mình nói là Phật dạy, Phật dạy cái gì cái cũng đem ra Phật dạy, mà thật sự Đức Phật thầy không dạy vậy. Nó lầm lẫn như vậy cho nên mới phạm vào một cái ác nghiệp là phỉ báng Như Lai, mà rất nguy hiểm. Cho nên chúng tôi nói rằng cái một bài kinh, à, Đức Phật ngài giảng như thế nào dạy thế nào, chúng ta không nắm bắt hết được ý nghĩa thì chúng ta lặp lại như vậy đó, không có tội. Tuy rằng cái phước nó không có được sâu thẳm lắm, nhưng mà không có tội. Còn hơn là một cái bài kinh không phải chúng ta lặp lại mà lặp sai, mà đã lặp sai thì thứ nhất là phỉ báng Như Lai. Bạn Như Lai không có nói vậy, Như Lai không có dạy như vậy mà lập sai. Thứ hai nữa là mình phỉ báng pháp, đại pháp là không vậy, và cái người nghe đó họ sẽ bị lệch lạc.
Ví dụ chúng ta thấy rằng nếu như vậy thêm một từ, mất đi một từ lấy nghĩa khác. Chúng ta thí dụ như là con sư tử và con sư tử con. Chứ thêm một từ thôi thì nó khác liền, ý nghĩa khác liền. Con sư tử con và con sư tử, mất đi một từ ý nghĩa cũng khác đi. Cho nên khi lặp lại tại sao các ngài cách tập sư của những cuộc cách tập lần thứ nhất, lần thứ hai hoặc lần thứ ba không hề dám bỏ một từ, cho dù từ đó là một cái giới từ api chẳng hạn, như vậy hay như vậy, thậm chí một cái giới từ chá là và cũng không bỏ đi. Một từ của Đức Phật nó có một ý nghĩa ở vị trí đó, là vị trí đó không mất đi. Cho nên khi mà tụng pháp á, tức là chúng ta tụng kinh á, nhất là những bài kinh Bali, thứ nhất chúng ta phát âm chuẩn, thứ hai là trọn vẹn cái từ đó. Chúng ta tụng pháp dù là chúng ta không hiểu, nhưng mà cái điều này nó đủ sức dẫn chúng ta sinh thiền. Mà điển hình là chúng ta thấy rằng 500 con dơi chỉ nghe các vị tỳ khưu tụng tạng diệu pháp không, mà sau khi mệnh chung được tái sinh thiện thì chúng ta cũng tụng vậy, đó là tụng pháp. Mà cái đó điều đó tốt ha. Rồi chúng ta thấy có những vị giảng sư nói là ý kiến mình, thì ý kiến mình, ý quan điểm tôi là như vậy, tôi hiểu là như vậy thì cũng sao, nhưng mà Phật nói không, Đại Đức Tôn dạy mà tìm không thấy. Rồi lại nữa, ca hát ở trên pháp tọa nó không phải là giảng pháp, mà đó là bất cung kính pháp. Mà nó bất cung kính pháp như vậy thì mở cửa bốn phổ cảnh rất dễ dàng, rất dễ dàng. Bởi vì trong ưng học pháp đó, thì vậy thì vị giảng sư đó không nên thuyết pháp đến ngồi người người cái ngồi cao hơn mình, không thuyết pháp đến người có gậy cầm tay, không thuyết pháp đến người mà khăn trùm đầu. Vị thánh A La Hán này rất là tôn kính pháp như vậy, nhưng không phải ca hát, phải ca hát. Ca hát trên pháp tọa đó là bản thân mình nó không cung kính pháp, đồng thời là tạo một cái ác nghiệp là phải rớt xuống khổ cảnh. Nó phải là hay, nó phải là hay, không phải lợi dụng cái âm thanh đó để mình làm cái chuyện này, không phải. Nó phải là một cái tư cách của một ông sa môn nhà pháp, không phải. Nó còn thua cái người Phật tử ngồi tụng kinh Tam Bảo kìa. Người Phật tử ngồi tụng kinh Tam Bảo với tư cách rất là trang nghiêm, thành kính, tôn kính pháp. Còn giảng sư lợi dụng cái âm thanh ở trên pháp tọa mà ca hát như vậy, thì chính bản thân ông sa môn này, ông sư này không bằng người Phật tử về cái góc độ cung kính pháp. Mà chính cái âm thanh này chúng ta muốn có đó, nó phải tạo nhân, nó phải tạo nhân. Và cái âm thanh tốt đó,
Khi nào mà chúng ta thực hiện cái điều có lợi ích, mặc dù âm thanh nó du dương, mặc dù âm thanh nó truyền cảm, mặc dù âm thanh nó ngọt ngào, nhưng chúng ta nói những cái điều thô xấu thì cái âm thanh nó trở thành thô xấu. Chứ đâu phải âm thanh ngọt ngào là nói những điều thô xấu thì cái điều đó nó trở thành ngọt ngào tốt đẹp đó. Một người mà có âm thanh ngọt ngào, có một người có âm thanh du dương thì làm sao phát huy được cái tốt đó? Bằng cách gì? Bằng cách nói những điều tốt, nói những điều có lợi, nói những cái điều mà đem tới sự an vui. Nó mới an vui từ cái lời nói, tới an vui từ âm thanh. Nói chung là thì chúng ta muốn có những cái điều đó đó. Khi nói rằng an lạc, nó xuất phát từ cái năm trần, tức là sắc tinh hương vị xúc, thì chúng ta hiểu ngay rằng bản thân mình đạt được cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm vị ngon ngọt, hay thân đụng chạm xúc lạc đó, thì tất nhiên bản thân mình là tạm nhận cái đó. Thứ hai, khi có được những điều đó, hãy chuyển cái điều đó nó trở thành an lạc bằng cách đừng có bị đắm nhiễm trong đó, bằng cách đừng có lợi dụng đó. Có sắc đẹp thì dùng cái sắc đẹp này để làm gì? Không lẽ để quyến rũ người khác, không phải. Mà dùng sắc đẹp mình để quán tưởng, hoặc là nói lên những cái nhìn cái sắc đẹp này để mà xem xét lại cái thể trược bên trong. Ra ngoài phố thì cũng rất là tốt, tức là mình an tâm được mặt ngoài, bên ngoài mặt bên trong mình. Âm thanh mình được tốt thì mình làm cho tốt hơn bằng cách nói pháp, bằng cách giảng pháp, bằng cách nói những điều có lợi, đừng gây chia rẽ, vân vân. Cái mùi hương mình nó tốt, thân thể nào người nào mà có cái mùi hương tốt, đó là một sự an lạc. An lạc tự có, an lạc do cái phước cúng dường những cái vật thơm hay là vật thoa. Có những người á, thấy người bệnh chẳng hạn, cúng dường những cái chai dầu cho là bình thường, nhưng thật sự cái đó là vật thí, là vật thoa. Bạn là cúng dường những cái viên xà bông chẳng hạn vậy, cho nó bình thường, thật ra đó là cái vật thoa cũng có, mà vật mùi hương cũng có. Có những người mà cúng dường đến ca kim tăng Phật á, ăn Đức Phật á, mở nhang hương trầm này chẳng hạn, thì người đó tạo được cái nhân là sau này nhận được cái mùi hương. Nhưng mà là đừng đắm nhiễm, làm cho mùi hương này nó tốt hơn nữa, tức là mình làm cho cái hương này đó người ta không có ngửi thấy, nhưng mà người ta là thích thú. Không phải là chỉ hương, mùi hương thơm của những cái hóa chất hoặc là những cái phù phiếm bên ngoài, mà cái hương này người ta sẽ thấy, à, người ta không thấy, người ta không ngửi được, nhưng mà người ta là thú đó, cái hương của giới hạn. Và tùy ý chúng ta. Nếu trước mắt á, là chúng ta sẽ có hai cái điều mà tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể sử dụng, đó là cái sắc và cái thần. À, tại sao? Hương hay là vị hay là xúc thì có thể là tùy thời, nhưng mà mắt và tai lúc nào chúng ta cũng nghe và thấy, mà thấy thấy là thuộc về sắc đẹp, mà nghe thuộc về âm thanh. Thì chúng ta thấy những cái sắc đẹp đó thì chúng ta chớ có vội hoan hỷ,
Mà biết ngay đó, khi mà ta thấy được nhân sắc đẹp đó, ta biết rằng cái quả lành chúng ta đang trổ. Thấy được nhân sắc xấu, chúng ta cứ chớ có dội bất bình khó chịu. Mà biết rằng đó là quả xấu nó đang trổ. Nó làm sao cho đừng thấy được. Làm sao cho đừng thấy nhân sắc này là sắc xấu đó. Muốn không thấy nhân sắc xấu chúng ta phải tạm nhân. Có chạy trốn như cách nào chẳng vậy cũng sẽ thấy rồi. Nếu đã chúng ta đã tạo nhân xấu rồi, dù có trốn ở đâu chăng nữa thì cái quả nó trổ chúng ta vẫn thấy như thường. Đức Thế Tôn chúng ta đó, thì khi nào ở nằm trong cái bất kỳ một chúng sanh nào nằm ở trong cái dòng mắt của ngài đó thì tai hại sao không tới, tai hại không tới. Cho nên trong kinh điển đó, chúng ta thấy rằng cái nàng Chinh Cha mà quảng mà bỏ chạy ra đó, khuất tầm mắt của Đức Thế Tôn, khuất tầm mắt của Đức Thế Tôn. Đó là khi mà Đức Thế Tôn không nhìn thấy thì đất nó nứt ra, nó rút nàng xuống với điện hòa tại. Hoặc ở trong kinh Hàng Ma nha, khi mà tiền thân của ngài Một Kiền Liên Lãng Ma-tu-si á ganh tị với ngài Ví Thú Rá đại đệ tử của Đức Thế Tôn, cái cú sanh phá nhập vào đứa bé gầm đá chọi lỗ đầu của Đức Ví Thú Rá, thì vừa khuất tầm mắt của Đức Thế Tôn cái cú sanh phá thì ác Ma-tu-si bị rớt xuống địa ngục. Để rớt xuống. Cho nên Đức Thế Tôn ngài có cái đặc tướng đó, mà ở trong dòng mắt mà ngài nhìn thấy á, thì không có sự đau khổ hết. Nó có hai điều lý giải. Điều thứ nhất, do phước của ngài cho nên ngài không thấy những cái sắc xấu bao giờ hết. Không bao giờ nhìn thấy được những cái sắc xấu. Điều thứ hai nữa, do nhân của ngài đã tạo ra, mà nhân của ngài tạo ra đó chính là ngài tu tập tâm bi. Là thấy một cái dấu hiệu nào mà chúng sanh á nó đang có đau khổ, một dấu hiệu thôi là xúc động tâm và tìm cách giúp đỡ chúng sanh đó. Ngài tu tập trong thời gian ở trong quá khứ á, tâm bi ngài tu tập như vậy đó. Cho nên á, cái đại bi định trí của ngài á, cao nhất. Ngài có sáu loại trí mà không có một vị Phật độc giác nào hay hoặc đại đệ tử nào có được. Thứ nhất là cái song thông trí, tức là cái trí mà có hai thần thông cùng xuất phát một lượt. Thứ hai là cái đại bi định trí, trí của đại bi định. Khi nào ngài nhập vào cái đại bi định rồi đó thì ngài rải ra hết cả cái 10.000 thế giới, không có vị thánh nào có thể trải được như vậy. Dĩ nhiên là nhờ nhất thiết trí của ngài ủng hộ à, nhưng mà muốn vậy thì ngài từ đó ngài tu tập từ lâu rồi. Người nào mà tu tập tâm bi một cách tốt đẹp nhưng mà thấy một cái dấu hiệu của chúng sanh đau khổ là xúc động và muốn chúng sanh nó thoát khỏi đau khổ. Mà khi mà thành tựu được tâm bi rồi, rải tâm bi khắp nơi thì người nào đó, trong cái tầm mắt của vị đó sẽ không bao giờ thấy được cảnh xấu, không giờ thấy được. Bởi vì không thấy được cái đau khổ do cái nhân đó. Mà chúng ta thấy những cái cảnh xấu vậy đó là chúng ta biết cái quả chúng ta xấu, cái quả phước ấy, cái quả bất thiện nó sẽ trổ, không có giỏi sân hận. Nói chung là có sắc thinh hương vị xúc tốt, đó là một điều an lạc. Sử dụng sắc thinh hương vị xúc tốt để tạo những cái thiện nghiệp, đó là sự an lạc từ sắc thinh hương vị xúc.
Có sắc đẹp cũng vừa sắc đẹp, có âm thanh tốt cũng vừa âm thanh tốt, có cái mùi hương tốt cũng vừa mùi hương tốt, có những cái vị chất ngon ngọt à, cũng vừa nói vị chất ngon ngọt, có sự xúc chạm êm ái cũng vừa nói xúc chạm êm ái, để cái sự an lạc nó càng tăng trưởng thêm. Có sắc đẹp cũng vừa sắc đẹp, đừng hiểu lầm nha. Chúng ta có những cái màu sắc tốt, chúng ta tìm cái nào đó chúng ta cúng dường đến như ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tạng. Mỗi màu sắc nó sau này nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta về cái thân sắc, mà luôn nó ảnh hưởng luôn cả cái tâm, cái đề mục thiền định chúng ta. Những người mà thích màu vàng mà tại sao, bởi trước đây kia xưa đã cúng dường đến màu vàng. Và khi người này nếu mà hành thiền với đề mục mà màu vàng nhanh chóng hơn nhiều thành tựu. Người thích màu trắng kiếp xưa cũng đã từng cúng dường với sắc trắng, sắc trắng. Và khi hành thiền cái màu trắng này nó tốt đẹp hơn, tức là nó nhanh chóng hơn. Cúng dường màu âm thanh, mình chúng ta trình bày vậy đó, tụng kinh nói pháp đó, mình vừa tạo nhân mới mà vừa đã làm tăng trưởng cái phước cũ mình, vân vân. Đó là hạnh phúc thứ nhất, hay là cái an lạc thứ nhất, nó xuất phát từ sắc thinh hương vị xúc. Đem sắc thinh hương vị xúc này tạo nhân mới, hoặc là chúng ta đã có cái sắc thinh hương vị xúc bởi do cái phước thiện. Còn người nào thiếu khiếm khuyết, sắc không được đẹp, âm thanh không có được truyền ngọt ngào, truyền cảm, thân thể không có cái mùi hương tự nhiên phát ra, cái phải nếm những cái vị chất xấu xa đau khổ, cho dù cái vị đó là tốt hơn nữa, nhưng mà nó đắng nó cay, cho dù cái vị đó là tốt như uống thuốc chẳng hạn vậy, thì người cũng phải biết rằng mình kiếp xưa mình tạo cái quả bất thiện nhiều quá. Sự đụng chạm mà không được êm ái cũng phải biết cái phước mình không có tạo những việc thiện, quan sát vậy. Và cái hạnh phúc thứ hai nữa là hạnh phúc của nekhamma sukha, tức là cái an lạc do buông bỏ. Bởi vì ngày xưa chúng ta thấy rằng những bậc tiền hiền biết rằng sắc thinh hương vị xúc nó là một cái con dao hai lưỡi, nếu khéo sử dụng thì rất là tốt đẹp, nhưng mà nếu không khéo sử dụng thì nó sẽ quay lại hại người đó, hại chính cái kẻ đó. Cho nên cái những bậc hiền trí ngày xưa đó, họ ném con dao hai lưỡi đó đi. Họ không dùng mặt lợi mà cũng không dùng mặt hại nữa. Còn ném con dao đó đi rồi thì họ sẽ không có cái tai hại, chắc chắn không có tai hại. Còn nếu mà còn cầm con dao đó thì họ phải sử dụng trong cách đúng cách. Còn nếu không thì chính con dao đó sẽ quay lại nó hại người đó. Cho cái hạnh phúc mà cái bậc hiền trí ngày xưa thường chọn lấy đó là ném bỏ. Ném một con dao đó. Mỗi một khi thành tựu rồi ngài mới sử dụng lại. Rồi điển hình giống như là một ẩn sĩ. Ngày xưa đó, tiền thân của cha vị Bồ Tát là một vị ẩn sĩ, là một vị vua. Sau khi mà có đứa con lớn rồi đó, tức là Bồ Tát chúng ta đó, thì ngài truyền ngôi vua lại cho con mình. Ngài xuất gia làm một vị ẩn sĩ trong cái vườn ngự quyển. Mà đức ông vua con này rất có hiếu với cha mình. Một ngày tới viếng thăm ba lần.
Cái âm thanh nó làm ồn ào khiến vị ẩn sĩ này mới suy nghĩ. Ta từ bỏ hết vương quyền, từ bỏ hết cái tài sản, từ bỏ luôn cả một cái quốc độ. Giao lại cho con mà. Mục đích ta muốn tìm chỗ thanh tịnh tâm. Nếu bây giờ cái ông vua con này mỗi ngày mà ghé thăm ta 3 lần như vậy, hội chúng kéo theo nó ầm ĩ, làm sao ta thanh tịnh tâm được? Mà không thanh tịnh tâm được thì làm sao ta có thể chứng đắc được thiền định cùng với những thắng trí được? À cho nên ông vua này mới bỏ đi, bỏ trung biên địa, rồi nỗ lực tu tập một thời gian sau chứng đắc được thiền định và thắng trí. Thì có một con Long Vương ở hồ Sankhya Ba La thường lên để đảnh lễ cái vị ẩn sĩ này, và ẩn sĩ này thuyết pháp đến Long Vương nghe. Vị ẩn sĩ đó là tiền thân ngài Maha Kassapa. Nó bỏ đi những cái sắc tinh hương vị xúc mà tốt đẹp đó để tìm sự an lạc của tâm. Mãi có lìa bỏ được nó, tâm ta mới được thanh tịnh. Mà không chưa lòi lìa bỏ được cái sắc tinh hương vị xúc đó thì tâm ta chưa được thanh tịnh. Mà cái an lạc của cái sự lìa bỏ đó nó xuất phát từ cái không có cái đó. Mà không có cái đó đó thì tâm chúng ta không bị nhức mắt. À, xin thưa đừng có nghĩ rằng là dướng mắt là sắc thinh hương vị xúc ấy, nó đơn giản không có gì hết, không có hại ai hết là tốt. Xin thưa coi trời, đừng nghĩ vậy. Tiền thân của ngài Angulimala đó cũng là một tên cướp giết người ăn thịt người, có tên là có được biệt hiệu là Bodhisattva, là kẻ ăn thịt người. Mà cái nguyên nhân mà ăn thịt người á, giai đoạn đầu ông vua Brahmadatta này rất là tốt, ông cai trị đất nước rất là tốt. Vào cái ngày của Bồ Tát, ngày Bồ Tát ra lệnh không có sát sanh. Nhưng ông này có một cái nhược điểm là ăn mà không có thịt là ăn được. Một lần nọ cái người đầu bếp không có thịt, dân cho Đức Chúa ngày mai sợ quá mới vô Tham Ma Mộ Địa mới cắt đi những cái miếng thịt đùi ngon về tẩm chiên lên, nướng lên. Ông ăn ra ông là thích thú ngon. Tại sao? Thường nghe nói ăn thịt người là ngán là sợ rồi, nhưng mà ông vua Brahmadatta này ăn cái miếng thịt người vô cảm thấy là một cái sự ngon mà chưa từng có xuất hiện. Nó tại sao vậy? Bởi trong kiếp trước của ông chính là một con dạ xoa. Mà dạ xoa này thường ăn thịt người và nó quen rồi, nó quen cái vị chất đó rồi. Giờ khi ăn là miếng thịt người là nó cảm thấy giống như là ăn là cái món ngon cũ xưa xa xưa mà nó từng ăn. Và từ ông vua hiền đức trở thành là một cái ông vua sát nhân, nổi tiếng là Bodhisattva, kẻ ăn thịt người, tướng cướp ăn thịt người. Đừng có cho rằng vị chất không quan trọng, đừng có cho rằng là tôi có thèm cái món đó hay món đó, nó không có gì không hại ai là tốt. Chưa chắc, một khi nó phát triển lên rồi nó tự hại mình và tự hại người khác, nó làm hại người khác nữa. Cho nên cái hạnh phúc thứ hai á, cái an lạc thứ hai là an lạc buông bỏ, đúng không? Hay là một cái khác là sự từ khước. Từ khước mặc dù chúng ta sẽ sống bị sắc thinh hương vị xúc nó dây quanh bên ngoài, nhưng mà trong tâm chúng ta luôn luôn có sự từ khước của nó. Từ khước bằng cách nào? Từ khước nó bằng cách nào? Không phải nói là tôi từ khước nó, tôi từ khước nó, không phải. Từ khước nó không đúng. Mấy cái từ khước đó làm sao?
cái sắc này cũng bị vô thường nè, âm thanh này cũng bị vô thường nè, nói chung là cái sắc thinh hương vị xúc này luôn luôn bị vô thường chi phối nè. Cái âm thanh này, cái người ta là sắc thinh hương vị xúc này luôn luôn nó có sự tai hại nè, nó có sự tai hại đúng không? Bao giờ thấy được cái sự tai hại của sắc thinh hương vị xúc thì chúng ta rất dễ dàng từ bỏ nó, nó là từ khước nó. Điểm thứ ba, để từ khước nó, hãy quan sát về sắc thinh hương vị xúc này, tìm cho ra cái bản chất xấu của nó mà thuật ngữ gọi là thể trược. Nó tựa giống như viên kim cương nha, thuật nhìn ra rất là xinh đẹp nhưng mà quan sát cho kỹ thì sẽ thấy viên kim cương đó nó bị nứt hoặc nó bị bọt hoặc nó bị một cái gì đó trong đó. Nhưng mà khi mà quan sát được như vậy rồi đó thì cái viên kim cương đó nó sẽ không còn là làm cho mình háo hức nữa, nó không có làm cho mình trân trọng như lúc xưa nữa, bởi vì nó sẽ trở thành lòng viên kim cương thường. Bởi sao? Bởi trong đó nó nứt, bởi trong đó nó có bọt, bởi trong đó nó không có được hoàn mãn. Thì ngay cả sắc thinh hương vị xúc này nó cũng có bị thể trược đó. Bây giờ chúng ta nói cái âm thanh, âm thanh nó du dương, nó ngọt ngào chăng nữa, nó xuất phát từ cái nguồn nào? Xin thưa, nó phải từ trong cái cổ họng đi ra. Mà trong cái cổ họng đó nó là nó là nơi tốt hay nơi xấu? Xin thưa, nó là cái nơi xấu, bởi nó chứa đầy những vật ô nhiễm nằm trong đó, nào là máu nè, nào là đôi khi là nước bọt nằm trong đó nè, nào là đôi khi là những cái gì lợn cợn nằm đó, đàm nằm đó. Âm thanh nó xuất phát từ cái cổ đi ra. Ví dụ nó ngọt ngào du dương như cách nào chăng nữa, nó cũng xuất phát từ cái nơi thù xấu mà đặt, chẳng có tấm nhiễm đâu đó, mà cũng không tự hào trong đó nữa, biết rằng nó là như vậy để dễ dàng buông bỏ, không bị tấm nhiễm trong đó, không bị tự hào trong đó. Tự hào cái gì? Khi mà nếu chúng ta có âm thanh du dương thù diệu, chúng ta họ tự hào tôi có những cái giọng nói ngọt ngào này kia. Những giọng nói ngọt ngào nó xuất phát từ cái chỗ không được tốt đẹp, từ cái chỗ có đàm, từ cái chỗ có máu, từ cái chỗ nó bày nhầy, từ cái chỗ cái tự hào đó là nó. Khi mà đấm nhiễm những âm thanh đó thì xem xét lại tại sao ta đấm nhiễm cái một cái vật mà nó xuất phát từ cái chỗ xấu vậy đó. Vậy ta là người có trí hay là ta là cái người si mê? Để nhắc nhở vậy. Đó là những cách thức mà chúng ta từ khước đó. Nó là từ khước không có nghĩa là chúng ta không thọ dụng đó. Cái cuộc sống này làm sao mà không thọ dụng được sắc thinh hương vị xúc được? Cho dù ở rừng núi cũng phải có sắc thinh hương vị xúc, cũng có cái màu xanh của rừng núi, nó cũng có những âm thanh gió chiều gió ru gì đó chẳng hạn của rừng núi, vẫn có mùi hương của những cái hoa rừng ngào ngạt vẫn có. Nhưng mà tâm của những vị ẩn sĩ vẫn an tịnh được bởi do biết khước từ như vậy, biết quán xét, khước từ bằng cách quán xét. Thứ hai, khước từ là do không thọ dụng. Thọ dụng mà biết quán xét, đó là cách khước từ. Người ta nghĩ là khước từ là buông bỏ, dục bỏ, dục bỏ hết. Đức Thế Tôn chúng ta ngài dạy rằng á, này chư thầy hương, có như khi Như Lai dùng cả bốn bát trong một lần. Có Như Lai, có khi Như Lai chỉ dùng một bát. Những cái dùng của Đức Như Lai, dùng của bậc chủ nhân, tức là đã thành tựu là không nói. Nhưng mà ngài mới dạy lại đó, khi mà chúng ta dùng vật thực hay là y phục, hay là dùng vật thực y phục hay là sàn tọa hoặc là thuốc trị bệnh đó, là phải quán tưởng, mới là phải xem xét quán tưởng để không để từ bỏ đó.
thọ dụng mà vẫn từ bỏ bằng cách quán xét của nó. Mà có như vậy rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ từ bỏ tất cả. Bao giờ từ bỏ được sắc tinh hương xuất pháp cách thật sự, thật sự là không còn thọ dụng sắc tinh hương vị xúc nữa, thật sự thì bây giờ là viên tịch rồi. Chính những sự viên tịch bây giờ thế nào hán là từ bỏ tất cả, từ bỏ những cái gì trong tam giới, mà hãy nấy khăm xuống khá là cái an lạc do từ bỏ đó. Nếu bao giờ từ bỏ thật sự là không còn thọ dụng nữa thì bây giờ chúng ta ăn viên tịch. Bao giờ còn thân ngũ quẩn là phải thọ dụng thôi nè. Vị thánh a la hán vẫn phải ăn nè, vị thánh a la hán phải mặc nè, vị thánh a la hán lúc bệnh cũng phải dùng thuốc trị bệnh nè, vị thánh a la hán cũng phải ở những cái liêu cốc nè. Nhưng mà cái ngày không bị dính mắt, bởi vì ngày cái ngày từ bỏ. Thì phàm nhân cũng vậy, cũng phải sử dụng như vậy, nhưng mà sẽ từ bỏ, khước từ bằng cách quán tưởng, xem xét cái thể trược của chúng, xem xét cái tính chất của chúng là luôn luôn bị vô thực, bị chi phối, và làm những cái điều tốt đẹp để tâm được an tịnh. Và thôi về thời gian này cũng vừa phải lẽ quá ốc sinh lên, xin cúng dường cho tâm thức tan. Xin em tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử tăng lô tràng. Mong rằng quý vị luôn an vui tịnh lạc và được tấn hóa trong Phật pháp. Chúng ta cũng không quên hồi hướng và phước đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp. Cầu mong các ngài thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tâm thức tăng. Quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Khai Giác.